Chuẩn bị chị có show ở đâu á? Chuẩn bị chị có show ở Bạc Liêu 23 tháng 3. Bạc Liêu. Chị với chồng chị cách nhau 21 tuổi nè. Kệ, quen mấy người lớn tuổi hơn mình nhiều á, người ta sẽ nhường nhịn mình. Đấy, người ta nhường nhịn và người ta trân trọng mình hơn, tại vì người ta cũng đã từng trải qua nhiều mối tình rồi, thì người ta sẽ có kinh nghiệm nhiều. Để ngân thắt lại cái con rít ở bên này coi, con rít này ngân thắt nó bị lẹm tóc nhiều quá. Tôi ở Bạc Liêu nè, ai ở Bạc Liêu thì 23 tháng 3 này đi chơi nha, ghé xô ngân chơi.